Thầy chào các em đã đến với bài giảng của thầy Quang. Trong tiết học này, thầy sẽ hướng dẫn các em thực hành bài tập 3 tắt một ứng dụng bị treo, trang số 17. Trong phần số 1 là thực hành sử dụng máy tính đúng cách các em. Bài số 3 là thực hành sử dụng thiết bị số, tin học lớp 10, bộ sách cánh diều. Thì trong bài tập số 3 này là nhiệm vụ của các em là giả định rằng trên soạn thảo Microsoft Word đang bị treo, em hãy đóng trình ứng dụng đó. Giả sử như mình đang mở một cái tệp Microsoft Word nào đó các em, một cái tệp văn bản nào đó mà tệp đó đang bị treo đây, tức là chúng ta không thể nào mà đóng theo cách bình thường được, chúng ta không thể nào mà lít chuột vào hay là chúng ta thao tác ở trên đó được, nó sẽ không có tác dụng nữa các em. Thì trong bài tập số 3 này, thầy sẽ hướng dẫn các em cách để mình tắt cái trong cái trường hợp đó nha. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện trên máy nha. Thì ở đây thầy giả sử như thầy có một cái trình soạn thảo văn bản Microsoft Word đang được khởi động và một cái tệp đang được mở như thế này. Giả sử như là tệp này đang bị treo các em. Thì tệp mà đang bị treo đó, tức là các em không thể nào mà thao tác được đối với tệp nha. Các em cũng không thể nào mà chọn được các cái bản chọn hay chức năng ở trên đây được. Và các em cũng không thể nào mà click vào cái nút X ở góc trên bên phải để các em đóng được. Tức là mình thao tác nó không còn hiệu lực nữa các em. Và các em càng click chuột vào thì ứng dụng nó càng treo ha. Nó có một cái vòng tròn, nó cứ xoay hoài mà nó không có phản hồi lại cho chúng ta gì cả. Thì để tắt ứng dụng ở trong cái trường hợp này thì các em nhấn tổ hợp phím là Ctrl Alt Del. Nhấn phím Ctrl Alt Del. Nhấn 3 phím đồng thời nha. Thì khi mà các em nhấn 3 phím rồi thì màn hình nó xuất hiện như thế này. Tiếp tục thì các em chọn cho thầy một là tắt manager nha. Lúc này nó xuất hiện cái cửa sổ tắt manager các em. Thì cửa sổ này các em có thể là mở rộng ra để mình dễ làm việc ha. Này, các em tìm đến cái thanh tên các ứng dụng đang chạy nè. Rồi, các em thấy ở đây có rất nhiều ứng dụng đang chạy. Thì các em tìm đến trình Microsoft Word nha. Đây Microsoft Word. Các em click vào cái dấu mũi tên cái. Thì các em thấy ở đây có một tệp đang chạy, đó là tệp văn bản nè. Cái tệp mà đang bị treo ở đây. Thì các em có thể là click chọn cái, rồi các em di chuyển lên bên trên. Các em chọn cho thầy end tắt để mình kết thúc nha. Hoặc là các em có thể là click chuột phải vào tệp này ha, click chuột phải vào. Các em nhấn cho thầy là end tắt nha, chọn end tắt. Đó, như vậy thì tệp bị treo sẽ được đóng nha. Các em thấy ở dưới thanh tắt 3, ở dưới thanh tắt 3 này là thanh công việc á, thì nó không còn là tệp đang chạy mà tệp bị treo ở đây nữa ha. Như vậy là đó là cách mà chúng ta có thể dễ dàng tắt được những cái tệp bị treo trên máy tính của mình. Tiếp theo thì các em đóng cửa sổ tắt manager lại ha. Click vào dấu X góc trên bên phải mình đóng lại một cái. Như vậy là mình đã hoàn thành bài tập thực hành rồi. Còn các cái bài tập phía sau thầy sẽ hướng dẫn các em làm trong video sau nha. Các em có thể là kéo xuống dưới phần mô tả của video này, các em nháy qua đường link để các em xem hướng dẫn thực hành những cái bài tập sau. Hoặc là các em có thể là vào kênh của thầy, vào danh sách phát ha, các em xem đầy đủ hơn tất cả các video nha. Còn bây giờ thầy sẽ dừng tiết học ở đây. Cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau nha.